Lời vừa ý xin của mình. Tôi có đi từ lâu rồi, tập xong y một. Một tí cuối cùng. Hả? Đoán. Lung. Thích. Đi. Sao có thể như vậy được? Nam công tiền bối thua rồi. Ông già này lại xem mình là bọn khách rồi. Ôi, cảm ơn gì tiền bối, cảm ơn gì tiền bối. Không còn gì gì khác thì cấp mấy đi nha. Lão phù đã lý cười nhập đạo tu luyện gần 3.000 năm. Tự cho rằng trên cờ đạo, dưới cờ thiền không ai có thể sánh được. Bây giờ không chỉ lần có người phá được cục của lão phù, mà còn chiến thắng cờ ý của lão phù. Từ tại chỗ à, bây giờ người rốt cuộc đang ở đâu? À, đang còn đánh cờ với ai? Thánh địa Thái Huyền bác của Đại Yên Quốc. Người đến cờ với ta là trường huyền trần nhân của Thánh địa Thái Huyền. Nhưng mà phía sau hắn còn có một vị cao nhân thần bí, tên ngay cả ta cũng không biết là ai. Biết rồi. Nhất định phải gặp được vị cao nhân này, nếu không tu vi của mình sẽ định trở không tiến lên được. À, có mấy ván cờ này mình học cấp 2 cũng đã không đánh nữa rồi. Lần sau vẫn nên cho thêm chút độ khó. Diệp đại sư, khúc nhạc vừa nãy Thanh Linh Tuyết đánh có vấn đề gì không? Nói một cách chỉnh thể thì khúc nhạc này diễn tấu cũng xem như không tệ. Nhưng mà thiếu đi một cái lời cảm giác. Một lời cảm giác lại là ý kiến chị giáo chưa bao giờ nghe qua. Cảm giác mà ngài nói rốt cuộc là gì vậy? Làm theo ý muốn. Trong quá trình người đánh đàn, quá chú ý trọng kỳ xảo, từ đó bỏ số tình cảm của âm nhạc. Phải học được tùy tâm mà động, giải phóng thiền tính. Tùy tâm mà động, giải phóng thiền tính. Này lẽ nào chính là áo nghĩa cao nhất của đạo âm luật, vô cấu tâm cảnh mà sư tôn đã từng nói qua. Như vậy đi, ta sẽ đánh lại một khúc nhạc lần này nữa. Người hãy cảm nhận kỹ thơ một chút. Vâng. Ây da, cầm âm thay đổi rồi. Lần này có lẽ là Diệp tiền sinh đã tới thần đánh đàn rồi. Đúng vậy, hoàn toàn không giống với cảnh giới vừa nãy. Nè, cảm giác thế nào? Như đại sự vừa nãy nói qua tên là Cò Lý, tình tiết vẫn nên cố gắng thơm. Nhưng có thể cảm nhận được là tốt rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi. Diệp đại sư, thật tiết đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi. Ngày mai ta dự định sẽ rời khỏi đây. Hả? À, muốn đi rồi sao? À, quá nhiên người mà và tiền là con đường khác nhau. Nguyên sách cổ này là ta tình cờ lấy được, nhưng mà nội dung trong đó vô cùng khó hiểu. Thanh tiết vẫn không thể nào hiểu được, e rằng chỉ có Diệp đại sư mới có thể xem hiểu. Cho nên thanh tiết muốn đem nó tặng cho ngài. Dân tự ở phía trên giống như là bị người khác dùng quy luật đặc biệt làm loạn. Nhưng mà ngược lại cũng không phải là không thể phá giải được. Tôi này ta sẽ tìm xem thử. Từ lão đệ, ván cờ vừa nãy thì đối là ván cờ đặc sắc hiếm gặp từ trước đến nay. À, quỳnh ngờ thật đánh cờ, bây giờ thật đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Hai kiện cổ đảm bảo cá cược thì chính là trong chiếc nhẫn này, quân cứ cầm đi. Thua nhiều là như vậy, cuối cùng cũng lấy lại được rồi tiền bối. À, tôi là đè đi thông thả nhé. Quỳ chúc mừng thánh chủ sư huynh, hôm nay cuối cùng cũng được nở mày nở mặt rồi.
Nếu như mà không phải có được sự chỉ bảo tận tâm của Diệp sư tổ, lão phu e rằng cái đời này cũng không thắng được. Sư huynh à, mau xem hai kiện bảo bối này lấy ra cho ta xin thử. À, đi được. Đi. Đây là một cây bút và một cái chuông. Thân bút này hình như là do U Lì Thiết mình thiết tinh chế tạo thành. U Lộ Thiết Tinh cực kỳ hiếm có, nhưng mà từ khi sinh ra thì nó đem theo một luồng khí hung ác, rất dễ làm tổn thương đến thần hồn của tu sĩ. Vẫn là không nên dễ dàng đụng thì tốt hơn. Trên cái chuông này sao lại có một luồng khí tức mạnh tới như vậy? Chỉ có trấn sát và vô số sinh hồn thì mới sinh ra hơi thở đáng sợ như thế này. Một kiện cổ bảo bao hàm năng lượng lớn. Nói như có thể làm pháp khí trùng khụ của đại trận hồ sơn Thái Huyền. Thế thì thánh địa Thái Huyền ta có thể mãi mãi ứng thụ thấy bệnh rủi. Cái này để sau rồi nói. Lập tức đến đại hội võ thánh tử, rồi chúng ta sẽ đi xem thôi. Trước sân khấu của hội võ. Các người gì lão phụ đó làm gì? Thành chấu sư huynh, vừa nãy huynh đã thua tới hẳn hai kiện cổ bảo đó. Thành chấu, đồ thua có thể ghi nợ được không? Thánh địa tử thành của chúng ta mặc dù là nhà lớn nghiệp lớn, nhưng mà cũng không chịu được như vậy đâu. Hai kiện có cổ bảo đó là có riêng do lão phụ sưu tập. Các người cứ yên tâm đi. Sao người không nói sớm? Hai chứ chúng ta lo lắng vô ích rồi. Chưa đầy tại sao ta lại không nghe qua thánh chủ sư huynh nhắc tới? Bởi vì hai kiện cổ bảo này chính là giới đại sạc khi hiếm gặp ở trong thời gian. Cái gì? Bộ chúng đều đến từ vùng đất Đại Hùng. Vô số đồng môn đã phải bỏ mạng hồn tiều mới có đỡ trấn áp được hai món cổ bảo này đến ngày hôm nay. Ngay cả với tự vị bây giờ của sư huynh đệ chúng ta thì cũng không thể nào phá vỡ được phòng ấn dễ dàng được. Nếu như không thì sẽ có đại nạn ập xuống đầu. Hả? Một vụ hung hiểm như vậy sao sư huynh còn giao cho thánh chủ Thái Huyền? Nếu vậy lỡ như hắn phá vỡ cái lớp phòng ấn ở trên thì chẳng phải là sinh linh lầm than hay sao? Lão phụ tự có ý dùng ý. Hà huynh, nếu như ngươi thật sự phá giải được phòng ấn thì đó chính là lúc thánh địa Thái Huyền hứng chịu tai họa. Lão phụ muốn xem vì tiền bối thần bí trong miệng của người có khoan tay đứng nhìn không. Sư huynh, như vậy có phải là hơi nguy hiểm quá rồi không? Thái Huyền chẳng qua chỉ là thắng người có một ván thôi, ngươi phá hủy địa bàn của nhà người ta. Nếu như bị truyền ra rồi thì tổn hại danh uy dân của thánh địa tử thịnh. Thánh chủ sư huynh, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Tôi hiểu sự lo lắng của các người, nhưng mà lão phụ tự có tính toán, mà vì sự địa không cần khuyên. Nhà đầu thanh tiết gì đâu? Mấy ngày đến thánh địa Thái Huyền này cũng không có nhìn thấy con bé. Trước đây ở trên đường đến đây thì nhà đầu thanh tiết nghe thấy có một tiếng đàn nên đã đi theo tiếng đàn đó rồi. Xem ra là con bé đã cảm ứng được cơ duyên rồi. Không tệ. Tuy trường thành phong và thanh tiết được thành lập thánh tử thánh nữ cùng một lúc, thiên phú tu đạo thì cũng đã ngang nhau. Nhưng mà khi thanh tiết sinh ra đã có khí vận đặc biệt ở trên người. Suy xẻo quấn người thì chất may mắn. Luôn có thể trùng hợp gặp được cơ duyên cũng có lợi cho chuyện tu hành của mình. Nhưng về tính tích cực của vị trí thánh chủ này, nếu như mà thanh tiết có được một nửa như là trường phòng thì tốt. Mời hai vị thanh tử lên đài. Sắp bắt đầu rồi. Mọi nhìn kìa, là Lý Sư Huynh. Từ sau khi Lý Sư Huynh đổi sang tu luyện kiếm đạo thì giống như đổi thành một người khác vậy. Không ngờ lại có một loại Phật tính.
Cố lên sư huynh, Phật Hoàng phù chiếu. Kế tôi thì sao chứ? Đúng vậy, ân sư huynh cũng đã dẫn trước trăm năm ở trên kiếm đạo rồi. Sư huynh cố lên, tính đi tới Huyền Tàu Thắng. Trương Hiền huynh, chỉ thiếu người làm chủ trì đại cục thôi. Đề tư lão địa đã đi lâu rồi. Đại hội tỳ võ hiện tại bắt đầu. Lý sư đệ xin chỉ giáo. Ông huynh có thể nghe tiểu đệ nói một câu không? Người muốn nói cái gì? Tên này đang giở trò gì không biết. Ta có bao giờ chẳng qua chỉ là mới chuyển tù kiếm đầu được nửa năm, trên đồ vẫn còn kiếm xà. Nhìn các thánh địa thái huyền, người có thể so tài với ân huynh và kiếm pháp chỉ có vù sông sư muội. Người nói là lục vù sống. Nội kiếm tù kiếm kiêm của thái huyền của người, nàng ta chẳng qua chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường, sao có thể so sánh được với ta người cái thân phận thánh tử chứ? Ân huynh có điều chưa biết rồi, kiếm tù có vù sông sư muội chắc chắn là ở trên ta. Cái gì? Lý Trường Minh này đã tù được chân ý kiếm đạo rồi. Nếu như mà thực sự như hắn nói thì rốt cuộc thực lực của lục vô sống đứng cái trình độ nào chưa? Không được, không dở gì mới có cơ hội để thể hiện cho lục đài thành tuyết. Không có ở đấy. Thì đối không thể thua trọn ti thí này trước mà thánh chủ sư tôn được. Lý sư đệ, đừng có đánh trống làng nữa, vẫn là ta với người ti thí với nhau đi. Xem kiếm. Đó là lục vô sống. Đó là âm dương kiếm ý. Không thể âm dương kỳ mỹ, lên ngồi chỉ cao, hơn nhiều cho ý kiếm đạo bình thường. Lâu sư tỷ. Sư tỷ không chỉ là tầng tù vị, mà người còn đẹp nữa. Huệ gương mặt lạnh lùng của sư tỷ giống y như là mặt trời dưới mùa đông vậy, ta hiểu người đẹp lạnh lùng. Lâu sư muội chúc mừng muội, người đã đột phá thêm một kiếm đạo. Đại sư huynh kiên tốn rồi, vốn là vô sòng đến tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng vì không thể bỏ lỡ hồi võ lần này nên đã xuất quan trước dịp tính. Ông thánh tự đã nghiên cứu kiếm đạo nhiều năm, nhưng cơ hội vội võ lần này vô sòng muốn xin thỉnh giáo với ngài. Thật là tốt quá rồi, hai người các người đều là trần chuyên tu kiếm đoạt. Vừa hay là kỳ phong đệ thủ. Lâu vô sòng này tuổi còn trẻ nhưng đã tu luyện được âm dương kim ý, cho dù là ta dùng mọi sức thì cũng không rõ thắng thua. Trong trường hợp quan trọng như thế này, ta không thể nào thất bại được. Lâu sư muội, đây là tỷ thí giữa bọn thanh tử, một đệ tử chân truyền bình thường như người sợ là không đủ tư cách đến với ta. Vậy thì vừa hay. Trước đó sư tôn đã tuyên bố lục sư muội là thánh nữ của thánh địa Thái Huyền Tông rồi. Nói Lý Tường Minh nói có phải là thật không? Đương nhiên. Còn phòng chỉ chắc vô sông đã được phòng là thánh nữ của tông ta rồi, chỉ là chưa có nghi thức thác sắc phòng mà thôi, cho nên nàng đến với người cũng không tính là vừa cùng phép. Chuyện này suy cho cùng thì lục vô sông chỉ là một tu sĩ kim đan cành nhỏ nhụi do bé, còn kém xa với cảnh giới huyền ảnh của Trường Phong một bước, chắc chắn là không thể thua được. Nếu như thánh chủ Trường Phong đã nói như vậy, vậy thì có ngừng chiến đi, đừng để cho người ngoài coi thường thánh địa của chúng ta. Dẫu vậy là muốn đánh bại Lý Tường Minh đến Lộc Y, sao lại biến thành thế này? Lâm sư muội, vậy xin mời. Ta tạo sư huynh. Hai vị cố lên.
Cho dù người đã tu luyện được âm dương kim ý, nhưng mà ta đã tu hành ở trên kiếm đạo trăm năm rồi. Tiếp chiều, Kim Nguyên Kiếm Kinh Địa Bá Trọng. Wow, vô sống lợi hại quá. Cái gì? Địa Bá Trọng thì sao? Sao có thể như vậy? Thôi đánh nữa, đánh cái gì nữa? Ui, tập 66 đang hay lại hết.